Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với livestream của cô Trang. Chủ đề hôm nay cô đã thông báo được tối qua rồi đúng không? Đó là làm thế nào để hết mất gốc tiếng Anh. Tức là nếu mà chúng ta bị mất gốc thì chúng ta phải học như thế nào để có thể lấy lại được cái gốc rễ và nền tảng của mình đây. Vì sao có thể các bạn sẽ thắc mắc là tại sao cái chủ đề này cô lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy? Bởi vì là trong cái thời gian gần đây cô cũng rất là bất ngờ. Đó là trong cái thời gian khoảng từ Tết âm lịch đổ lại bây giờ thì cô nhận được rất nhiều tin nhắn này của các bạn, tin nhắn riêng cho cô rồi email của các bạn hỏi cô là cô ơi em bị mất gốc tiếng Anh, bây giờ em phải là học như thế nào, cô em muốn học tiếng Anh mà em không biết phải học từ đâu cả, rồi cô ơi cô có thể cho em một vài cái tài liệu đáng tin cậy để em học được không. Và rất nhiều các bạn phổ thông nữa hỏi cô là cô ơi bây giờ em bắt đầu mới học tiếng Anh thì liệu là đến lúc thi em có được 5 điểm không. Thì có quá nhiều những câu hỏi liên quan đến việc là bị mất gốc tiếng Anh và phải học như thế nào. Cho nên cô thấy rằng đây là một vấn đề tuy là chúng ta nói đi nói lại nhiều lần rồi, có thể coi đây là một vấn đề cũ rồi đúng không, nhưng mà chưa bao giờ hết hot. Chính xác là như vậy, cô nàng mất gốc này chưa bao giờ hết hot. Và hôm nay thì chúng ta lại một lần nữa phải nhắc lại cái vấn đề này. Thì như những cái video trước của cô thì cô thường nói luôn với các bạn là ok các bạn mất gốc đúng không, thế thì các bạn phải học như thế này như thế kia nhé. Nhưng mà có vẻ như là nó chưa đánh đúng vào cái gọi là cái nỗi đau của các bạn. Thậm chí nhiều người cũng không biết thế nào là hết mất gốc, thế nào là mất gốc nữa. Cho nên trong video ngày hôm nay thì cô quyết định là sẽ bóc tách cái vấn đề này thật là kỹ nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ phải bắt mạch, nghiên cứu bắt mạch xem thế nào là mất gốc tiếng Anh. Tức là trong nữa các bạn sẽ nghe xem mình có một trong những cái triệu chứng mà cô Trang kể không, để biết là mình có đang bị mất gốc tiếng Anh không. Thứ hai là chúng ta sẽ xem là thế nào là có gốc tiếng Anh. Tức là học để lấy lại gốc rễ tiếng Anh thì cần học những cái gì. Mình cần phải biết thế nào là có gốc đúng không? Không thì mình cứ học mà vô phương hướng, chẳng biết phải học cái gì để lấy lại gốc rễ cả. Thì đầu tiên nhá, thế nào là mất gốc? Mất gốc là biểu hiện ra làm sao này. Thứ hai, có gốc tiếng Anh thì là như thế nào? Mình cần học những cái gì để lấy lại cái nền tảng tiếng Anh của mình. Và cái thứ ba là cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái công thức tính, một cái cách tính cái số giờ mà chúng ta cần phải bỏ ra để mà có thể học tiếng Anh lại từ đầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào ba cái đấy. Và cô sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều những cái nguồn tài liệu để các bạn có thể tham khảo cách học từ vựng, cách học nghe, cách học nói, rất nhiều những cái phương pháp để học từng cái kỹ năng một mà một số những cái video trước cô đã làm rồi. Và cô sẽ làm một cái tổng hợp để link ở phía bên dưới, các bạn chỉ việc click vào và xem thôi. Chứ trong video ngày hôm nay thì cô sẽ không đi chuyên sâu vào một kỹ năng nào cả, mà cô sẽ nói một cái tổng quan để chúng ta hiểu bóc tách cái vấn đề mất gốc là như thế nào đã nhá. Rồi, đầu tiên thế nào là mất gốc? Có bạn nào giúp cô Trang định nghĩa xem thế nào là mất gốc được không? Mất gốc nghĩa là sao? Nghĩa là mình không biết gì về tiếng Anh cả đúng không? Mọi người thì thường sẽ rất nhiều bạn học sinh đến Delight và bảo cô là cô ơi em muốn đăng ký khóa mất gốc tiếng Anh. Có những bạn thì cô ơi em cũng không biết em là ở trình độ nào cả, em chỉ muốn đăng ký học một khóa tiếng Anh thôi, em chẳng biết em phải học cái gì cả. Đấy thì các bạn có đang nằm trong cái tình trạng như vậy không? Có nghĩa là mình cũng chỉ biết là mình cần học tiếng Anh thôi chứ mình không biết tình trạng của mình nó là như thế nào cả. Đó. Thế thì cô sẽ cho các bạn biết là nếu các bạn một trong những vấn đề sau là các bạn mất gốc nhá. Đầu tiên đó là các bạn học tiếng Anh đã rất lâu rồi. Ví dụ như những bạn khối A chẳng hạn, bây giờ mình học tiếng Anh từ hồi phổ thông, mình cũng học ngữ pháp một chút, mình cũng biết một vài từ, nhưng mà mình học nói chung là rất lâu rồi. Cái tiếng Anh của mình nó nằm ở đâu đó, một cái vùng rất xa xôi ở trong não của mình, kiểu như là ở vùng núi ấy, miền núi ấy, rất lâu rồi mình không lên thăm nó, không động chạm gì đến nó cả. Đấy, thì như kiểu các bạn ở thành phố nhá, còn tiếng Anh các bạn là ở tận vùng núi ấy, kiểu như vậy, thì nó ở một góc rất khuất rất xa rồi. Đó, thì dành cho những người đã học tiếng Anh từ rất lâu ngày mà không có cơ hội được dùng lại. Trường hợp thứ hai là trường hợp các bạn trong thời gian gần đây, trong khoảng 2 năm, 3 năm đổ lại đây đi, các bạn đi học thêm tiếng Anh rất nhiều nơi, rất nhiều trung tâm khác nhau, học gia sư, học trung tâm, học sách này, sách khác, nhưng mà các bạn vẫn thấy rối tung lên. Nói chung là cảm giác mọi thứ nó cứ rối rắm, nó không rõ ràng, học cái này ở bên kia rồi, cái này ở... Nghĩa là ví dụ các bạn có thể cùng ở một cái khóa phát âm, các bạn học ở vài bên rồi, nhưng mà các bạn cũng chẳng thấy các bạn giỏi đến phát âm. Xong các bạn học xong hẳn khóa phát âm rồi, các bạn cũng chẳng thấy tự tin hơn về tiếng Anh của mình gì cả, ví dụ như vậy. Đấy, hay là các bạn ấy nghĩ thế nào, các bạn đi học ngữ pháp chẳng hạn, học xong thêm một khóa ngữ pháp nữa, các bạn về các bạn cũng chẳng nói được tiếng Anh, chẳng viết được tiếng Anh, đọc, nghe, chẳng làm được cái gì cả. Đó, thì đấy cũng là một cái biểu hiện của mất gốc nhá. Biểu hiện thứ ba là các bạn không đến mức quá kém đâu, không đến mức quá kém, các bạn cũng biết một vài từ tiếng Anh, cũng biết một vài cấu trúc tiếng Anh đấy, nhưng các bạn không thể bứt phá lên được. Tức là ngoài cái việc biết những cái kiểu rất cơ bản đấy ra, rất là ai cũng cần biết đấy ra, thì mình không thể nào bứt phá được. Lý do nhá, không biết phương pháp học. Tức là chúng ta chẳng biết chúng ta mạnh cái gì, yếu cái gì cả.
cứ ai nói phương pháp nào hay thì mình học. Người ta bảo phương pháp Do Thái, học từ vựng kiểu Do Thái hay, thế là về học từ vựng kiểu Do Thái này. Người bảo học ngữ pháp kiểu Ả Rập hay, thế là về tìm ngữ pháp kiểu Ả Rập để học này, cái kiểu kiểu như thế. Thế là nếu một ngày kia bảo là học theo kiểu của Campuchia, chắc mình cũng lôi ra mình học quá. Tại vì thực ra mình không có khả năng tổng hợp và đánh giá để biết được phương pháp nào là tốt, là hay và là phù hợp với mình. Lưu ý nhất là phù hợp với mình, vì có những phương pháp hợp với người A, người B, nhưng biết đâu áp dụng vào mình đâu có hợp. Giống như kiểu mình yêu một người ấy, các bạn sẽ thấy rất thú vị đúng không? Tại sao trên thế giới này sẽ có những người là cặp đôi, là những cái tình yêu đích thực của nhau, mà không phải là mình gặp bất kỳ một ai đấy mình cũng yêu được. Thì phương pháp nó cũng như vậy, nó như người tình của mình ấy, nó phải hợp với mình. Thế nên có thể là các bạn phải yêu rất nhiều, tức là phải yêu dăm ba bốn cô, dăm ba bốn anh xong mới tìm được cái tình yêu đích thực. Thì phương pháp cũng vậy, có lẽ các bạn phải thử qua một vài phương pháp thì mới tìm ra được cái phương pháp đúng nhất cho mình. Thế nên có những người mới thử có một hai phương pháp thôi mà đã bỏ cuộc rồi, bởi vì cảm thấy là ui, tôi chẳng có khả năng học tiếng Anh gì cả, thực sự là mình chưa gặp đúng phương pháp. Hoặc là có những người không đủ kiên trì với phương pháp đó, tức là rõ ràng cái phương pháp đấy nó như cái cô gái hay anh chàng đấy là tình yêu đích thực của mình rồi, nhưng mà mình theo đuổi chưa đủ lâu để người ta phải đổ gục trước mình đúng không? Thì phương pháp cũng vậy. Nếu các bạn chọn ra một phương pháp và sau đó các bạn chẳng theo đủ lâu, phương pháp người ta phải học 5 tháng mới có kết quả, đây các bạn học khoảng 1 tuần thôi, các bạn thấy không có kết quả là các bạn bỏ rồi. Thế là cũng không có đạt hiệu quả gì cả. Thì đấy cũng là một biểu hiện của mất gốc. Tức là chúng ta không có một phương pháp học nào thực sự hiệu quả và phù hợp với bản thân mình cả. Đấy, các bạn có thấy các bạn đang rơi vào cái tình huống đấy không? Như là các bạn thấy là có rất nhiều các thứ hay ho nói về tiếng Anh đúng không? Trung tâm nào cũng sẽ nói một cái phương pháp nào đấy hay ho và các bạn thấy gật gù hay đấy. Nhưng đến lúc mình học thử mình chẳng thấy cái nào hợp với mình cả. Đó, cũng có thể là vì đúng là nó không hợp với các bạn thật, hoặc lý do là các bạn chưa đủ kiên trì với nó. Rồi tiếp theo, phần tài liệu, phần này cũng rất là quan trọng. Thông thường thì phần tài liệu này đã là một cái phần ở trong phương pháp rồi, bởi vì mỗi một phương pháp thì nó sẽ đi với những cái tài liệu nhất định. Nhưng vì sao mà cô Trang vẫn tách phần tài liệu ra là một phần? Bởi vì bây giờ nó có quá nhiều các trang tin chia sẻ tài liệu tiếng Anh, từ các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết cho đến những cái tài liệu tổng hợp cho TOEIC hay là IELTS. Rồi từ vựng thì share rất là nhiều. Đấy thì cực kỳ nhiều các nguồn tài liệu khác nhau, chưa kể là sách tiếng Anh có vô vàn. Các bạn cứ bước chân vào một cái nhà sách một cái là các bạn sẽ cứ ra cái quầy mà bán sách tiếng Anh, sách ngoại ngữ ấy, các bạn sẽ thấy một tỷ quyển sách tiếng Anh. Mở ra thì có nghĩa là các bạn sẽ bị hoa mắt chóng mặt luôn, chẳng biết là cần chọn quyển nào, chẳng biết nên học về cái quyển gì đây. Thì đấy là một cái biểu hiện của mất gốc, đó là chúng ta có quá nhiều tài liệu xung quanh mình, bị bao quanh bởi quá nhiều tài liệu, nhưng cuối cùng chúng ta không chọn lọc được một cái nguồn tài liệu đáng tin cậy và theo đuổi và học. Thì đấy là những cái biểu hiện của mất gốc nhá. Rồi biểu hiện, những cái biểu hiện tiếp theo nghe có vẻ cụ thể hơn, có vẻ đọc giấy ra nhá, là các bạn rất sợ tiếng Anh. Tức là có thể mình cũng đi học ở một vài trung tâm đấy, nhưng mà cứ nhắc đến tiếng Anh một cái là sợ, hay là nhìn thấy người nước ngoài một cái là sợ, kiểu sếp mình là Tây ấy, mình nhìn thấy sếp một cái là mình run lên lập cập. Có khi nào bạn tự hỏi là bạn run vì sao không? Vì bạn sợ nói tiếng Anh với sếp, hay là bạn cảm thấy năng lực của mình không đủ? Nếu bạn hoàn toàn tự tin về năng lực của mình khi bạn gặp bất kỳ một người tiếng Việt nào khác, mà chỉ khi các bạn gặp sếp Tây các bạn run thôi ấy, thì đấy là vấn đề về ngôn ngữ. Tức là chúng ta bị sợ tiếng Anh, sợ giao tiếp bằng cái ngôn ngữ đấy. Thì đấy cũng là một cái biểu hiện nhá. Rồi thì còn thế nào nhỉ? Các bạn sẽ nghe không hiểu cái gì cả. Tức là đôi khi các bạn đọc một cái văn bản, có thể các bạn cũng sẽ hiểu đấy, nhưng chỉ cần người ta đọc cái văn bản đấy, người ta nói chứ không phải các bạn đọc nhá. Bình thường cái văn bản đấy các bạn đọc, ví dụ đây một cái văn bản, các bạn đọc chữ như thế này, có thể các bạn đọc mãi các bạn hiểu, cứ đọc 10-15 phút cũng hiểu. Nhưng chỉ cần cái văn bản này người ta nói, người nước ngoài nói một cái là chúng ta sẽ kiểu mắt chữ O mồm chữ A luôn, không hiểu một tí nào luôn. Thì đấy là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, tức là chúng ta không thể nghe được, chúng ta cực kỳ sợ nghe. Kiểu tai của mình nghe tiếng Việt thì rất là ok, nhưng nghe tiếng Anh như kiểu bị điếc ấy. Đấy, rồi chúng ta không thể nói được gì ngoài câu hello, mà thậm chí các bạn sẽ nói là gì, hello, I am, cộng với tên của mình. Đấy, có thể mình nói được tiếng Anh đúng không, mình chỉ nói được mỗi câu đấy, hello, I am, gì gì đấy, không nói được một cái gì khác cả, cực kỳ đau khổ, không nói được cái gì khác. Mặc dù là mình biết khá nhiều từ, kiểu tuổi thì cũng biết là years old này, rồi ở đâu thì cũng biết là from này, nhưng mà kiểu nói vào cách vào câu thì cứ lắp ba lắp bắp mà kiểu run rẩy lẩy bẩy ấy, đấy kiểu thế. Rồi đọc thì chúng ta không hiểu được. Tức là khi mà chúng ta đọc một cái văn bản bằng tiếng Anh ấy, thì chúng ta sẽ thấy ôi sao nó nhiều từ mới thế nhở, sao những cái từ này mình cũng biết nghĩa đấy, nhưng mà sao mình đọc ghép vào nhau chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng hiểu gì cả. Tức là khi những cái từ đấy đúng riêng lẻ thì có thể chúng ta vẫn hiểu được, nhưng mà chỉ cần nó ghép với nhau thành câu dài 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 hay thành đoạn dài 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 một chút là chúng ta sẽ bó tay .com rồi, chúng ta không thể hiểu được nó, cái đoạn văn đấy nó nói cái gì cả.
Bởi vì đơn giản là trong đấy nó không phải là chỉ dùng mỗi từ vựng đâu, mà nó còn dùng cả thành ngữ này, nó dùng cả những cụm động từ này, rồi nó có cả ngữ pháp nữa. Thế là chúng ta chẳng hiểu được. Thì đấy là biểu hiện là đọc không thể hiểu được. Cuối cùng là chúng ta chẳng biết được cái gì cả. Nghĩa là khi mà có bao giờ các bạn câm nín đến mức là các bạn cầm một cái tờ giấy trắng như thế này, người ta phát cho một tờ giấy trắng, người ta đưa cái bút mà là bây giờ hãy viết một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đi. Thế là mình chịu luôn, chẳng biết viết gì, lại ngoài câu hello I am gì đấy, cùng lắm là viết thêm câu I'm bao nhiêu years old đấy. Thế là cuối cùng chấm co của đấy luôn, không nói được, không viết được nữa. Thì đấy cũng là một cái nỗi khổ của rất nhiều người đã từng trải qua, đúng không? Lúc đấy mình câm nín và mình chỉ ước gì mình đã học tiếng Anh trước đó một cách tử tế thôi. Rồi còn gì nữa không? Thêm một cái nữa, đó là các bạn chẳng biết tương lai các bạn sẽ học như thế nào cả. Tức là các bạn tự nói với lòng mình là mình xin thề, xin hứa, xin đảm bảo mình sẽ quyết tâm học tiếng Anh. Nhưng các bạn chẳng biết là tương lai các bạn sẽ học như thế nào. Tự học, học ở đâu, học với ai, học mỗi ngày bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng, học tài liệu nào, học phương pháp nào. Các bạn cảm thấy mọi thứ rất là mông lung, mọi thứ chẳng có con đường gì cả, ngoài cái đích là cần giỏi tiếng Anh ra các bạn chẳng biết đi đường nào để đến đấy cả. Như kiểu đi giữa rừng ấy và mất phương hướng hoàn toàn luôn, không biết ngày mai sẽ đi về đâu. Thì đấy, trên đây là tất cả những biểu hiện của một người mất gốc tiếng Anh. Không biết các bạn đang thuộc biểu hiện nào, các bạn có thể comment ở phía dưới nhá, để chúng ta gọi là những người cùng cảnh ngộ có thể hiểu nhau, thấu hiểu và chia sẻ cho nhau. Để xem là những người sợ tiếng Anh nhất thì có thể cùng thành lập một hội này. Những người mà nghe không thể hiểu gì, những người không thể nói được ngoài câu hello em, có thể thành lập một hội với nhau. Đó thì cô muốn liệt kê ra tất cả những cái biểu hiện của việc mất gốc tiếng Anh này, để các bạn bắt bệnh cho mình, tự bắt bệnh cho mình, xem là có phải là mình là một trong những trường hợp đấy không. Rồi, vậy là chúng ta đã hiểu rõ cái này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đóng tạm cái vấn đề là mất gốc là như thế nào, biểu hiện của mất gốc là gì. Ok, mình biết là mình có bệnh rồi đúng không? Bây giờ mình biết là mình bị bệnh mất gốc tiếng Anh rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải chữa cái bệnh này như thế nào đây? Vậy thì chúng ta lại phải hiểu là thế không mất gốc là gì? Có gốc tiếng Anh là gì? Thế nào được coi là có gốc tiếng Anh? Thì khi mà cô Trang làm cuốn sách tiếng Anh cơ bản này, trước khi làm cái cuốn sách tiếng Anh cơ bản này, đấy, cô gọi là tiếng cơ bản, lúc đầu định đặt là tiếng Anh mất gốc, nhưng mà đặt thế thì cảm thấy không có động lực cho bạn học, chẳng nhẽ học mãi vẫn mất gốc, đặt là tiếng cơ bản. Thì trước khi làm cuốn sách này thì cô có phỏng vấn khoảng 200 bạn học viên, phỏng vấn trực tiếp nhé, còn dạy thì đã ở e-line thì đã dạy hàng nghìn bạn rồi, nhưng cô phỏng vấn trực tiếp 200 bạn học viên. Và cô hỏi các bạn ấy rằng là khi mà em học tiếng Anh ấy thì em nghĩ là em cần phải học cái gì. Tức là em nghĩ rằng là em đi học một khóa tiếng cơ bản thì em nghĩ là em muốn học được cái gì từ khóa học đấy. Thì hầu hết các bạn ấy đều trả lời rất là chung chung. Có những bạn thì bảo cô là em nghĩ học tiếng Anh thì mình phải học ngữ pháp. Có những người thì lại bảo cô là em nghĩ là mình phải học nhiều từ vựng. Em thì chỉ cần nhiều từ vựng thôi là nói được rồi, nghe được rồi. Và cũng có những người bảo cô là em nghĩ là phải học nhiều nghe cô ạ. Nghĩa là rất nhiều ý kiến khác nhau. Và có những người thì cũng nói là theo như em được biết thì chúng ta cần phải bắt đầu với việc là học phát âm. Thực ra thì tất cả ý kiến của các bạn đều đúng đấy, chỉ chưa đủ, chúng ta chỉ cần ghép những cái mảnh ghép đấy vào với nhau thôi là chúng ta sẽ có một cái mảnh ghép đầy đủ của một cái nền tảng tiếng Anh rồi. Cô Trang thì cũng đã từng làm một cái video chia sẻ là để mà xây dựng nền móng tiếng Anh vững chắc thì chúng ta cần cái gì. Nếu bạn nào đã từng xem video đấy của cô thì chắc chắn là cô nêu ra ba cái thành tố đúng không? Đó là sỏi này, xi măng này và sỏi, xi măng và gạch. Đúng không nhỉ? Hay sỏi xi măng và cát. Video của cô làm khá là lâu rồi. Đại loại là cô muốn lấy ra ba cái thành tố chính để mà làm ra một cái nền móng nhà ấy. Chắc chắn là phải có xi măng này, có sỏi này và có sắt thép, đúng không? Sắt thép đấy. Thế thì ba cái thành tố này để giúp chúng ta đổ móng nhà thì tiếng Anh cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có ba cái thành tố chính mà hình thành ra tất cả mọi thứ về tiếng Anh sau này của chúng ta, quyết định tất cả mọi thứ về tiếng Anh sau này của chúng ta. Bây giờ các bạn thử đoán xem đó là cái gì. Nếu các bạn chưa đoán được thì cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Cô muốn các bạn phải tự trả lời được câu hỏi này cơ. Khi các bạn nói, khi mà chúng ta nói tiếng Anh thì chúng ta thấy là chúng ta cần dùng cái gì? Chúng ta dùng cái gì nhỉ? Ví dụ mình nói rằng là tôi thích bóng đá chẳng hạn. I like football. Đúng không? Tôi thích bóng đá. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta không biết từ bóng đá là gì thì chúng ta có nói được câu đấy không? Chúng ta sẽ không thể nói được câu đấy, chúng ta sẽ chỉ nói là I like, xong kiểu gãi đầu gãi tai, không biết phải nói cái chữ bóng đá tiếng Anh là gì. Đúng không? Đó, thì cái đầu tiên rất quan trọng đó chính là từ vựng. Từ vựng rất quan trọng. Hay đơn giản khi chúng ta viết, cũng viết cái câu đấy đi, tôi thích bóng đá, viết xuống thôi.
mình không biết từ đấy là gì, mình cũng không viết được, đúng không? Hay khi chúng ta đọc một cái văn bản, một cái tờ báo mà người ta cũng có một cái đoạn viết về bóng đá mà chúng ta không biết chữ bóng đá là gì, chúng ta đọc cái văn bản đấy chúng ta cũng không hiểu được. Nghe cũng tương tự như vậy, chúng ta nghe người ta nói chuyện với nhau về chủ đề bóng đá mà chúng ta không biết từ football là gì thì chúng ta cũng không thể hiểu được. Đó thì các bạn hiểu không? Là dù là chúng ta nghe, nói, đọc hay viết thì một cái thành tố rất quan trọng đó chính là từ vựng. Từ vựng sẽ quyết định là số phận tiếng Anh của các bạn đi về đâu. Các bạn muốn trở thành một người siêu phàm tiếng Anh thì các bạn cũng phải có một vốn từ vựng cực kỳ xuất sắc. Và cô hay ví với các bạn ấy là nhà mà càng giàu ấy, nhà mà càng giàu thì phải rất nhiều tiền đúng không? Nhiều tiền thì giúp chúng là nhà giàu rồi. Nhưng mà chúng ta muốn thể hiện mình là người sành điệu, mình dùng tiếng Anh sành điệu, mình giỏi thì mình phải có nhiều từ vựng. Đấy, nó sẽ có mối tương quan như vậy. Thành phần tố thứ nhất đó chính là từ vựng. Thành tố thứ hai của cô Trang đó chính là gì nhỉ? Trong cái bộ ba sỏi xi măng sắt thép đấy. Rồi ok, mình đã có một thành tố rồi. Thành tố thứ hai của mình sẽ là, đấy, ví dụ bây giờ nhá, cô muốn nói một câu là cô muốn nói một câu tiếng Anh đi, cô sẽ nói một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh để các bạn dịch thử nhá. Tôi muốn học tiếng Anh tốt. Tôi muốn học tiếng Anh tốt. Bình thường mình sẽ nói là tôi này, à thôi không nói câu đấy, bây giờ mình sẽ nói câu khác đi. Mình sẽ nói là tôi có một chiếc váy màu đen. Tôi có một chiếc váy màu đen chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ thấy là tôi này, có này, một này, chiếc váy màu đen. Tiếng Việt thì nó sẽ có 7 cái từ như vậy đúng không? Nhưng tiếng Anh thì không đơn giản bằng việc là các bạn sẽ dịch 7 cái từ đấy sang tiếng Anh và ghép nó lại với nhau. Không đơn giản như vậy, mà nó sẽ nằm ở chỗ các bạn cần phải sắp xếp những cái từ đấy một cách đúng ngữ pháp nữa. Đó, ví dụ như câu đấy tiếng Việt thì ok xong rồi, nhưng tiếng Anh sẽ phải là gì ạ? I have, tôi có này, a black dress. Chúng ta phải xếp cái chữ black lên trước chữ dress, mà không phải là cái chữ dress lên trước chữ black. Cô sẽ viết ra nhá, để các bạn hình dung kỹ hơn. Ok, có cái bút nào không ta? À, cho mình một cái bút nhé. Không phải cái bút to này không? Ok, ví dụ nhá. Cô sẽ phải nói câu đấy là I have có một cái váy màu đen đúng không? Có phải bình thường theo tư duy tiếng Việt dịch ra thì chúng ta sẽ viết như thế này đúng không? Tôi này, có này, một này, cái váy này, màu đen này, đấy. Nhưng câu này thực ra là wrong, nghĩa là sai. Sai ở nằm ở chỗ cuối này. Bản thân nó phải được đổi thành I have a black dress. Nó phải được đổi thành câu này mới là câu đúng. Tôi có một cái váy màu đen. Cái chữ black lại phải đứng trước chữ dress. Các bạn lại hỏi cô, ôi cô ơi tại sao lại như vậy? Thì đây là ngữ pháp tiếng Anh mà. Ngữ pháp quy định là tính từ thì phải đứng trước danh từ. Tính từ black và danh từ dress. Đấy thì thành tố phải là như vậy, tính từ phải đứng trước danh từ. Và đây là một cái gọi là ngữ pháp tiếng Anh. Đấy, nếu mà chúng ta không nắm được cái ngữ pháp này thì chúng ta sẽ nói câu như này. Nghe nó rất là ngô nghê và rất là buồn cười đúng không? Đấy, rồi ok. Vậy các bạn đã hiểu chưa? Vậy thì cái thành tố quan trọng thứ hai cho cái nền móng của chúng ta đó chính là ngữ pháp. Bởi vì là cái câu này sẽ là cái câu mà có thể xuất hiện trong khi các bạn nói, trong khi các bạn viết. Và cái vị trí của tính từ đứng trước danh từ này thì chắc chắn là xuất hiện trong tất cả các bài thi rồi. TOEIC, IELTS, đề thi phổ thông, đề thi tốt nghiệp, đề thi đại học thì đều sẽ có cái dạng như này. Các bạn sẽ đều thấy vị trí tính từ luôn là đứng trước danh từ như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy là vậy thì ngữ pháp cũng là một cái nền móng rất quan trọng đúng không? Từ vựng ngữ pháp xong. Còn một thành tố nữa mà sẽ không nhiều người nghĩ đến là một thành tố quan trọng, đó chính là cái mà giúp chúng ta nghe tốt và nói tốt. Bây giờ mình sẽ thắc mắc là ok, người ta cho một câu tiếng Anh, mình nói câu đấy ra mình thấy cũng hiểu đấy, nhưng sao người nước ngoài nói một cái mình chẳng hiểu người ta nói cái gì cả? Vì sao mà mình nói tiếng Anh với nhau ấy thì kiểu gì mình hiểu, nhưng người nước ngoài nói cùng cái câu đấy thì mình nghe mình chẳng hiểu cái gì cả? Hoặc mình nói tiếng Anh với nhau mình hiểu, nhưng mình mà nói tiếng Anh với người ta ấy, thì người ta cũng kiểu người ta cũng không hiểu được. Vì sao? Vì sao vẫn cái từ vựng đấy, vẫn cái ngữ pháp đấy chẳng khác gì cả mà chỉ có hai người khác nhau nói đã không hiểu được. Có vẻ nhiều người đã đoán ra được vấn đề rồi. Vấn đề nằm ở chỗ là phát âm. Đúng là như vậy.
chẳng cần phải nói đâu xa cả, chúng ta chỉ cần so giữa các vùng miền Việt Nam thôi. Cô thì rất là yêu giọng các bạn miền Trung, các bạn miền Nam nghe cực kỳ là dễ thương. Nhưng mà các bạn biết không, trước đây khi mà cô gọi điện thoại nhiều ấy, thì cô gọi điện cho các bạn miền Trung ấy, nhiều khi cô cũng không nghe được các bạn nói được cái gì cả. Mặc dù các bạn ấy cũng nói những cái từ mà mình cũng biết nếu mà viết ra. Thế vấn đề là ở chỗ là các bạn ấy phát âm, cái cách phát âm ấy nó khác mình. Đó, cái cách phát âm, cái giọng ấy nó khác mình. Thế thì tiếng Anh cũng như vậy. Tức là khi mà chúng ta nhìn vào một từ, chúng ta nhìn vào từ này, đây, chúng ta nhìn vào chữ này chẳng hạn, người nước ngoài người ta sẽ đọc là gì ạ? Black. Mình đọc là black. Mình đọc là black thì đương nhiên là người ta không thể hiểu là mình nói cái gì rồi, đúng không? Và người ta đọc là black thì mình cũng chẳng hiểu là người ta nói cái gì cả. Vậy thì cái bộ nhận diện âm thanh của mình nó đã bị hỏng hoàn toàn luôn, do phát âm đấy. Thực ra là do phát âm đấy. Thế nhiều người bảo là em nghe kém lắm, em nghe không nghe được ấy. Thì cô cũng nghĩ là các bạn phải xem lại vì sao mình không nghe được. Mình phải biết là vấn đề vì sao mình không nghe được cơ. Có thể là do thiếu từ vựng, có thể là do phát âm các bạn chưa chuẩn, có thể là do tốc độ nói, có thể là do rất nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng mà mình phải biết là vấn đề ở đâu mình mới sửa được. Thì ở trong cái phần hôm nay cô muốn tổng kết cho các bạn là ba cái thành phần rất quan trọng của một cái nền móng tiếng Anh, đó sẽ là phát âm, từ vựng và ngữ pháp. Rồi bây giờ lại có một câu hỏi các bạn rất hay hỏi cô là: cô ơi, thế em nên học cái gì trước ạ? Em nên học phát âm trước, hay học từ vựng trước, hay học ngữ pháp trước? Cái quyển sách tiếng Anh cơ bản của cô ấy, quyển này thì học cái gì ạ? Em cứ mở tung ra mà em chẳng biết phải học cái gì trước, cái gì sau cả. Thế thì các bạn làm ơn là hãy đọc cái phần hướng dẫn. Cô đã viết vài trang hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhưng chắc các bạn không đọc. Là một, thứ hai là các bạn hỏi cô như vậy thì cô không thể trả lời các bạn là ừ, em học phát âm trước đi, em học từ vựng thứ hai và em học ngữ pháp thứ ba đi. Thực ra nó không có một cái phép toán nào để cộng 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 ba cái lại theo thứ tự như vậy cả. Mà ở đây nó là một sự tương quan với nhau. Tương quan tựa như là cái móng nhà của các bạn ấy. Tức là nếu mà các bạn muốn xây một cái nhà nhá, các bạn tưởng tượng là các bạn xây một cái nhà, thì các bạn phải có móng là đầy đủ cả sỏi, cả xi măng và cả sắt thép. Thế nếu mà các bạn đổ cái móng nhà đấy, các bạn đổ cái móng nhà đấy, các bạn không đổ sắt vào, các bạn chỉ đổ xi măng với sỏi thôi, hoặc là bạn đổ hết xi măng, một lượt xi măng đi, đổ xong hết xi măng rồi, các bạn bắt đầu mới mang sắt ra, hay là các bạn bắt đầu mới mang sỏi ra, thì có giá trị gì không? Chẳng có giá trị gì cả, lúc đấy xi măng nó khô hết rồi đúng không? Nó khô hết rồi, các bạn mang sỏi, mang sắt ra thì nó cũng không hòa quyện được với nhau. Đó, thì là như thế. Hay là các bạn đổ sắt xuống xong, các bạn đổ xi măng lên, các bạn quên sỏi, xong các bạn ừ ok, mình tí mình đổ sỏi sau thì cũng được. Vấn đề là ba cái thành tố đấy nó phải hòa trộn với nhau, đúng không? Thì mình mới có được một cái móng nhà. Thì khi mà chúng ta học phát âm, từ vựng và ngữ pháp thì cũng tương tự như vậy. Cách tốt nhất là chúng ta học song song đồng thời chung với nhau. Chứ không bao giờ có chuyện là chúng ta lại đi học từ vựng trước, xong một tiếng học từ vựng xong, cặm cụi viết từng từ một xong, gấp vở sách chữ đẹp sang một bên, ngồi học phát âm, lại ngồi nói như một con vẹt. Thế xong, xong một tiếng phát âm xong, lại chuyển sang ngữ pháp, lại ngồi luyện thi, làm bài tập ngữ pháp, chọn đúng sai, chia động từ, viết lại câu các kiểu. Không, không học theo cách đấy, bây giờ không ai học như vậy cả. Thế thì mình học như thế nào? Để cô cho các bạn xem là nó tương quan với nhau như thế nào nhá. Ví dụ khi mà chúng ta học phát âm, khi mà chúng ta học phát âm chẳng hạn, thì chúng ta có khả năng phát âm tốt một âm, một từ nào đấy rồi, thì đến khi mà chúng ta học từ vựng, chúng ta có thể là dùng cái phát âm đấy của mình để đọc cái từ vựng đấy luôn, để phát âm cái từ vựng đấy luôn. Thì nhờ cái việc chúng ta học từ vựng qua phương pháp là nghe đấy, qua phương pháp là phát âm đấy, thì khả năng ghi nhớ từ của chúng ta nó sẽ cao hơn 3 đến 4 lần so với việc là chúng ta chỉ nhìn cái mặt từ thôi. Tức là nếu mà ví dụ nhá, ví dụ ở đây cô có một từ rồi ok, ở đây nhá, cô có từ này, từ cơm gạo này, rice, đúng không? Cái từ này nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào đây, chúng ta nhìn vào đây xong chúng ta viết xuống, thì ok, chúng ta vẫn lần sau chúng ta nhìn từ này chúng ta lại biết nó là từ gạo thôi. Nhưng khi mà chúng ta muốn nói rằng là tôi muốn ăn cơm ấy, thì chúng ta không thể nào mà nhớ cái từ để mà nói được cả. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ đưa cái âm thanh đấy vào đầu. Mà chúng ta không đưa được âm thanh vào đầu thì chúng ta không thể nói ra được. Các bạn phải nhớ nhá, các bạn chỉ có thể đã từng nghe cái đấy thôi các bạn mới nói được thôi. Cái từ nào mà các bạn chưa bao giờ một lần nghe trong đời thì các bạn sẽ không bao giờ nói được cái từ đấy ra khỏi miệng đâu. Cô đảm bảo với các bạn là như thế luôn. Đó, thì cái từ vựng đấy sẽ là từ vựng chết. Nó sẽ nằm lại lại thêm ở một tỉnh miền núi phía Bắc nào đấy, kiểu kiểu như thế, rất xa xôi, rất ít khi gặp. Mặc dù rất là đẹp đúng không? Các tỉnh đấy rất là đẹp nhưng mà các bạn không hay dùng. Đấy, thì phát âm và từ vựng tương quan của nó sẽ là như vậy. Khi mà chúng ta có khả năng phát âm tốt rồi thì chúng ta sử dụng vào từ vựng, cách học từ vựng sẽ giúp chúng ta ghi nhớ cái từ vựng đấy nhiều hơn và có khả năng sử dụng từ đấy sau này cho các tình huống thật. Tiếp theo, từ vựng và ngữ pháp liên quan gì với nhau?
Các bạn có thấy mỗi khi mà chúng ta học từ vựng thì chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán không? Chúng ta học trăm hàng trăm từ vựng rồi chúng ta bày la liệt các từ vựng sang với nhau, chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán. Và chỉ khi nào mà chúng ta dùng một cái câu, một cái cấu trúc ngữ pháp nào đấy, chúng ta liên kết những cái từ vựng đấy lại với nhau thì chúng ta cảm thấy wow, that's interesting, nó bắt đầu có ý nghĩa rồi đây, đúng không? Kể cả chứ đôi khi cô hay lấy một cái ví dụ kiểu bượng bượng vui vui cho các bạn ấy để các bạn ấy nhớ từ vựng ấy, nhưng mà chỉ cần đưa vào câu một cái là các bạn ấy nhớ luôn cái từ vựng đấy rồi. Thì khi mà từ vựng liên kết với cấu trúc ngữ pháp thì cũng giúp chúng ta nhớ từ vựng nhiều hơn. Bên cạnh đó là khi mà chúng ta học một cái cấu trúc ngữ pháp, ví dụ như các bạn học cái cấu trúc ngữ pháp như thế này chẳng hạn, ví dụ khi mà chúng ta học hiện tại tiếp diễn đúng không, thì chúng ta bắt đầu học cái cấu trúc ngữ pháp chúng ta học như thế này đấy. Thì đây là chúng ta học cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn đấy, mình cứ ngồi đọc như vẹt đấy, là chủ ngữ cộng động từ to be cộng verb in. Thế thì đến đời nào kiếp nào chúng ta mới có khả năng nói và viết một câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn được? Không bao giờ. Chỉ khi nào mà chúng ta thay những cái ký tự đáng ghét này bằng những cái từ ngữ yêu thương của mình biết rồi thì chúng ta mới nhớ được thôi. Ví dụ như I am studying English with Miss Kiều Trang chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ cô cho mình đang học với nhau thì mình phải thay như thế. Và các bạn kể ra khoảng 5 hành động các bạn đang làm ý. Cùng lúc các bạn đang học tiếng Anh với cô, bạn đang làm gì? Đang lướt Facebook đúng không? Đang nhắn tin với người yêu đúng không? Đang nghe nhạc đúng không? Đang ăn một cái gì đấy nữa, uống một cái gì đấy nữa. Đấy, ví dụ có 5 cái câu như vậy các bạn đặt ra thì các bạn sẽ chắc chắn là nhớ được cái cấu trúc ngữ pháp này. Chắc chắn luôn, cô thề luôn. Các bạn thử nào, đặt 5 câu đấy liền một lúc xem. Nếu mà không nhớ được nữa thì chắc là cô sai rồi. Ok, đó thì các bạn sẽ thấy cái mối liên quan của từ vựng, phát âm và ngữ pháp nó liên quan với nhau như thế nào và cái cách mà chúng ta áp dụng chúng, liên kết chúng lại với nhau rồi, đúng không? Thế nên bây giờ các bạn đừng bao giờ hỏi cô là em nên học cái gì trước, cái gì, có phải em học xong hết cái này rồi thì em mới chuyển sang học cái kia. Không, chúng ta sẽ học chúng đồng thời với nhau và bổ trợ cho nhau. Duy nhất chỉ có một cái như thế này chúng ta phải học trước này, đó là cái phần phát âm. Phần phát âm với 44 âm tiếng Anh ấy, và cái phần trọng âm và cái phần nối âm ấy, thì cái phần đấy là phần mà chúng ta nên học đầu tiên. Và ở cái phần phát âm này thì đúng là khi mà các bạn học phát âm một từ ấy thì các bạn chưa cần phải quan tâm nhiều. Cô xin lỗi các bạn, khi mà các bạn học phát âm một âm, ví dụ như là đây cái phần này của cô Trang, phần phát âm này chẳng hạn, phần phát âm nhá, phát âm nguyên âm đơn này chẳng hạn, ví dụ như thế, các bạn học cái phần này thì thực tế là các bạn chỉ cần cố gắng làm sao phát âm chuẩn được những cái âm này, phát âm chuẩn được những cái âm đấy, chứ chưa còn quan tâm đến học từ vựng cùng quá trình học phát âm hay làm gì cả, vì lúc thế nó rất là sao nhãng. Lý do là vì bản thân chúng ta chưa bao giờ phát âm đúng chuẩn và được học phát âm một cách bài bản cả. Cho nên ấy, chúng ta khi mà học phát âm thì cố gắng là tập trung vào cái phần này để sửa cho cái nhận diện âm thanh trong đầu mình này, chúng ta nghe cái âm ấy được chuẩn này, để sửa cái miệng mình cho nó dẻo, răng lưỡi miệng cho nó dẻo, để khi mà chúng ta điều khiển não bộ mình, điều khiển cái lưỡi của mình là phải thè ra để đọc cái âm chẳng hạn, thì mình phải làm được cái điều đấy đã. Thì cái việc này ấy, khi mà chúng ta luyện nhiều ấy, cuối cùng ấy, cái phát âm của các bạn nó rất là thuần thục thôi. Lúc đấy ấy, các bạn sẽ không cần phải cố là ép mình phải đọc một âm nào đấy nữa, mà nó rất là tự nhiên. Nó giống như là khi mà chúng ta mới tập nói ấy. Các bạn bé lúc đầu các bạn ấy nói là gì? Các em bé lúc mà 1-2 tuổi nói chữ mẹ thì mẹ dần dần nó mới tròn chữ thành chữ mẹ như của chúng ta bây giờ, đúng không? Hay chữ bố cũng thế. Đấy thì lúc đầu chúng ta tập phát âm nó cũng tương tự như vậy. Nó sẽ rất nghe, nó rất như em bé, nó còn ngượng nghịu. Và chúng ta phải tập đến bao giờ ấy, chúng ta phát âm được cái âm nó tròn trịa, và chúng ta không phải ép mình để phát âm cái âm đấy nữa, thì như vậy là chúng ta đã đạt, gọi là đã đắc đạo phần phát âm rồi, đắc đạo cái phần phát âm từng âm rồi. Chúng ta chỉ việc là ghép những cái âm đấy vào câu, vào từ để có thể nói được thôi. Thế thì chúng ta phải phân biệt làm hai loại. Đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên của học phát âm ấy chỉ đơn giản nhá, là các bạn nhận dạng được âm thanh đúng, có khả năng phát âm đúng được các âm đơn lẻ và những cái từ dựa vào cái phiên âm quốc tế của nó là được rồi. Còn cái việc phát âm hay và như người bản xứ ấy, thì cô phải trả lời thật lòng với các bạn là có người làm được và có người cả đời không bao giờ làm được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái khả năng bắt chước của chúng ta ấy, mỗi người là khác nhau. Có những người sinh ra giọng hát đã như ca sĩ, có những người luyện mãi, luyện cả đời cũng không thành ca sĩ được, đúng không? Như cô Trang, ước mơ làm ca sĩ mãi mãi không thành bởi vì giọng quá yếu. Để ví dụ như thế. Thế thì cái việc mà chúng ta phát âm đúng ấy là việc hoàn toàn có thể. Nhưng cái việc mà chúng ta phát âm hay, chuẩn, nghe Tây ơi là Tây như người bản xứ ấy, thì có những người sẽ làm được và có những người sẽ không làm được. Nên các bạn đừng quá là ảo tưởng và đừng quá là kỳ vọng của mình là mình có thể phát âm hay như người bản xứ sau 2 tháng, sau 3 tháng. Thực ra chẳng bao giờ làm được điều đấy cả. Các bạn có phát âm thế nào đấy chăng nữa thì các bạn cũng chẳng bao giờ giống y hệt
đứa người Mỹ, một đứa người Anh cả. Kiểu gì thì kiểu các bạn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì nó cũng, cô bỏ qua những trường hợp các bạn thiên tài nhá, những bạn có khả năng bắt chước đặc biệt nhá, còn 90% còn lại thì cô thấy là, và bao gồm trong đấy có cả cô Trang, ngay như cả cô Trang bây giờ nói tiếng Anh thì các bạn người Mỹ vẫn bảo là nghe bạn phát âm thì đúng đấy, nhưng mà nghe vẫn biết là một cô gái châu Á. Thế thì chúng ta sẽ, có nghĩa là người ta vẫn biết là mình đến từ vùng châu Á, có thể không biết chính xác là Lào hay là Cam hay Việt Nam hay là Hàn Quốc hay Nhật, nhưng mà người ta vẫn biết mình là châu Á. Đấy thì để các bạn đừng quá là gây áp lực cho bản thân mình là mình phải phát âm hay như người bản xứ ngay lập tức. Chẳng sao cả, mình có cái nét riêng của mình, chỉ cần mình phát âm chuẩn, phát âm đúng. Cái quan trọng là vấn đề là giao tiếp được, đúng không? Nói được và nghe được, hiểu được là được rồi. Tại sao lại cứ phải ép mình giống như một người Mỹ? Chẳng cần thiết. Rồi, đấy, ở cái phần phát âm là như vậy. Thì có một cái bắt buộc phải làm được nhá, là phát âm đúng, được nhận diện được âm thanh đúng này, phát âm được đúng cái từ đấy này, các cái từ này. Nhưng có một điều mà chúng ta rất là nice, rất là tuyệt vời nếu mà làm được, nhưng mà không làm được thì cũng đừng quá đau buồn, đó là phát âm chuẩn như người bản xứ, nói hay như người bản xứ. Chuẩn thì được, nhưng mà để mà như bản xứ, để mà giọng như người Mỹ thì thôi, cô nghĩ là các bạn nên bỏ qua cái ước mơ đấy đi. Cứ làm sao hướng đến cái việc là giao tiếp thành thạo và mọi người cảm thấy là nói chuyện với mình rất thú vị, thích nói chuyện với mình bằng tiếng Anh, các bạn Tây ấy. Thế là rất là tốt rồi. Ok, vậy đấy là ba cái phần nền tảng của tiếng Anh. Chỉ cần có phát âm, từ vựng và ngữ pháp thì các bạn có thể phát triển được cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Và sau này khi mà các bạn thi ấy, các bạn muốn đi thi các cái chứng chỉ như IELTS, TOEIC hay là TOEFL, bla bla, rất nhiều ấy, thì nó đều là phải đi từ cái nền tảng này. Cho nên bây giờ thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi là vậy thì nền tảng tiếng Anh bao gồm những cái gì rồi, đúng không nào? Đi sâu hơn thì chúng ta sẽ có là học từ vựng thì học cái gì, học ngữ pháp thì học cái gì. Đó, thì cô cũng lại tiếp tục đi sâu hơn với các bạn nhá. Từ vựng thì học cái gì? Bây giờ thì mời các bạn nhìn ở đây giúp cô nào. Khi mà các bạn học tiếng Anh ấy, về mặt từ vựng thì có hai loại, cô tạm chia làm hai loại nhá. Một là các từ đơn lẻ và có ý nghĩa cũng đơn lẻ luôn. Ví dụ như loại thứ nhất nhá, là từ vựng ở mức độ đơn lẻ. Rồi, ok, chúng ta cùng nhìn vào những cái từ này cô Trang. Rồi, chúng ta sẽ có là gì ạ? Work, like. Work nghĩa là làm việc, đúng không? Like là gì ạ? Thích, động từ này nghĩa là thích, đúng không? Like, ai cũng biết là kiểu I like you, là tôi thích bạn ấy. Đấy, thích. Một cái gì đấy, ân là một. Rồi, đây là một mạo từ. Từ cuối cùng này, dog là con cún, đúng không? Thì đây là những cái từ đứng riêng lẻ. Khi mà chúng ta học ấy thì thường là cô thấy các bạn hay học cái này, cứ học từ một, từ một, từ một, học cái này có đúng không? Đúng, rất tốt, rất tốt là đằng khác các bạn sẽ có vốn từ. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào cái này, ví dụ nhá, cô Trang bảo là I work like a dog. Cô Trang nói ra nhá, I work like a dog, I work like a dog. Đấy, cô Trang nói như vậy, cô bảo cái gì? Cô nói cái gì đấy? Cô bảo là cô làm việc thích một con chó. Tại sao lại như vậy? Xong nghe buồn cười, xong nghe thì cũng ủi cô Trang, nói chuyện buồn cười lắm. Cô Trang bảo là cô Trang ấy, cô bảo I, đúng không? Đấy, ví dụ cô thêm chữ I vào đây. Đấy, cô Trang, I work like a dog. Cô Trang này, làm việc này, thích một con chó. Xong nghe kỳ cục vậy, chẳng hiểu cái gì cả. Thì các bạn có thấy khi đôi khi các bạn nghe người ta nói, gặp cái trường hợp này không? Hay là mình đọc một cái văn bản, mình thấy từ nào mình cũng hiểu, nhưng ghép vào câu mình chẳng hiểu gì cả. Thì đây ý, nó là những cái gọi là idioms trong tiếng Anh, tức là thành ngữ tiếng Anh. Đấy, cô có viết cái chữ này nó hơi nhỏ nhỏ một chút. Ở đây là từ thôi, còn đây là idioms, thành ngữ tiếng Anh. Việt Nam mình có rất nhiều thành ngữ đúng không? Đấy, thì đây cái thành ngữ này không phải là làm việc như chó đâu, mà là không phải là thích gì đâu, mà là làm việc rất là vất vả, đại loại là cực kỳ bận rộn, cực kỳ bận rộn, làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả. Đấy, rất là bận rộn. Ví dụ cô mà nói là I work like a dog, nghĩa là cô làm việc rất là vất vả, rất là bận rộn, rất là chăm chỉ, và cô không có thời gian làm việc gì khác cả. Và đại loại ý của nó sẽ là như thế. Đó, thế khi mà cô nói thế này thì mọi người sẽ ôi, kiểu chia sẻ với mình xem có giúp mình được cái gì không, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ thấy không, từ vựng ấy nó sẽ có hai loại, nó như thế đấy. Là từ đơn lẻ này, đứng một mình này, và những cái thành ngữ này. Cái này thì không phải là ngữ pháp nhá, nó chẳng có cái cấu trúc ngữ pháp gì ở đây cả, nó chỉ là các cái từ ấy ghép lại với nhau nhưng mà lại ngầm biểu
hiện một cái ý nghĩa nào đấy thì nó không khác gì thành ngữ Việt Nam mà, đúng không? Thành ngữ. Hay là cái này chẳng hạn. Thế là hôm nay các bạn học được thêm một cái cách nói, lần sau muốn nói là mình bận thì nói như nào nhá. Ví dụ các bạn rất là bận rộn với công việc, thay vì nói là I'm busy with working thì có thể nói là gì ạ? Thay vì nói là I'm busy with working thì nói là I work like a dog. Tôi làm việc bận rộn vô cùng, rất là bận, bận như con cún vậy. Thế. Rồi, bây giờ đến cái từ này. Ai cũng biết từ break, đúng không? Break nghĩa là làm vỡ cái gì đấy này, tan tành vỡ cái gì đấy này. Và up tức là kiểu đi lên ấy. Thế mình hay nói là gì? Stand up tức là đứng dậy ấy, đúng không? Thế thì khi mà cô ghép nó vào với nhau. Rồi. Break up. Break up. Đây sẽ có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vỡ tan tành đứng dậy không? Không. Nó có nghĩa là đổ vỡ, chấm dứt một cái mối quan hệ. Mình rất hay dùng cái cụm này khi mà mình nói về việc chia tay. Ví dụ như cô sẽ nói là I broke up with my boyfriend last week. Tôi vừa mới chia tay bạn trai của tôi tuần trước xong. Thì break up này có nghĩa là chấm dứt một mối quan hệ, chia tay nhau. Các bạn thấy là cái từ này ấy, ghép vào với nhau ấy, nó chẳng có ý nghĩa gì là chấm dứt mối quan hệ cả, đúng không? Chia tay cả đấy, nhưng mà nó lại như thế đấy. Thế thì nếu mà chúng ta học hai cái từ này đơn lẻ của mình thì chúng ta chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa này cả. Đó. Vậy thì cái này người ta gọi cái này là gì ạ? Đây là những cái cụm động từ. Đấy, cụm động từ nhá. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là trong tiếng Anh ấy, trước giờ sẽ có hai loại từ mà chúng ta phải học mà chúng ta mới chỉ quen học một loại thôi. Đó là các từ đơn lẻ đúng một mình. Cái loại thứ hai ấy là các cái thành ngữ và các cái cụm động từ như cô Trang vừa chỉ cho các bạn. Thì các bạn cần phải học cả hai loại này. Cô cũng sẽ để link cái phần học thành ngữ và những cái cụm động từ ở phía dưới này luôn. Các bạn có thể tra ở trong đấy học. Thực tế ra thì các bạn hoàn toàn có thể tra được. Mỗi khi mà các bạn gặp một cái từ nào đúng với từ nào mà các bạn cảm thấy nghi ngờ nhá, kiểu nghi, à chắc là có gì đang lừa mình đây, thì ngay lập tức là, hoặc là các bạn Google, gõ cái cụm đấy lên Google và ghi thêm chữ là meaning. Tức là nhá, ghi là meaning, tức là ý nghĩa của nó là gì. Hoặc nếu mà chúng ta tiếng Anh chưa được tốt lắm thì chúng ta ghi hẳn thế này. Break up nghĩa, nếu các bạn gõ lên Google là chắc chắn nó sẽ cho các bạn nghĩa của từ đấy luôn. Hoặc là chúng ta muốn ghi một, muốn đọc cái ý nghĩa của nó giải thích bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì chúng ta ghi thế này: break up meaning. Có thể cho cái này vào nháy nháy, tức là cho cái này. Ví dụ như cô thì cô sẽ làm như thế này chẳng hạn, đó. Không biết có hiệu quả hơn không, nhưng cô làm thế thì cô cảm giác nó tìm được nhiều kết quả chính xác hơn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tra xem những cái từ đơn lẻ đối với nhau mà tạo ra một cái nghĩa mà mình thấy mình dịch ra nó không xuôi lắm thì hãy tra như vậy nhá. Ngoài ra thì chúng ta thay vì để việc suốt ngày mình phải đi tra như thế này thì mình cứ trang bị mình học trước. Tức là nếu mà các bạn học khoảng được 100 cái thành ngữ tiếng Anh, 100 cái idioms, rồi khoảng 100 cái cụm động từ mình hay dùng kiểu go on, go off, rồi đấy mấy cái kiểu, thì các bạn chắc chắn là khi mà các bạn nghe, các bạn nói, các bạn đọc, các bạn viết thì các bạn sẽ không cảm thấy những cái xa lạ nữa. Dùng nhiều nó sẽ thành quen thôi. Ví dụ như cô thì rất hay dùng thành ngữ kiểu nói là, thay vì nói là tôi bận, cô ít khi nói là I'm busy lắm. Cô sẽ nói là đấy, I have a lot on my plate. Tôi có rất nhiều thứ ở trên đĩa của tôi. Thực ra là kiểu tôi có rất nhiều việc để làm, tôi rất là bận. I work like a dog. Tôi bận lắm, tôi làm việc chăm chỉ, làm việc như một con cún vậy. Thì thay vì mình cứ suốt ngày nói chuyện busy thì mình nói nhiều thành ngữ. Vì cô Trang thì như vậy để cô Trang quen với việc dùng thành ngữ hơn. Rồi mình sẽ hay nói những cái này, hay nói những cái cụm này, hay dùng những cái cụm này, thì khi mà tự nhiên mình đọc hay mình viết ấy, mình nhìn thấy cái cụm mình, tao biết mày nhá, tao biết mày nhá, không còn xa lạ gì với mày cả, kiểu đấy, mình biết cái từ đấy mà. Thì đấy, cái cách của chúng ta là thay vì chúng ta chờ đến khi chúng ta gặp cái từ mới chúng ta mới học, thì hãy chuẩn bị trước cho mình bằng cách là cũng học nó trước, giống như là chúng ta học những cái từ đơn lẻ này này. Thấy chưa? Cô sẽ gửi các bạn cái link, các bạn có thể vào đấy đọc. Mỗi ngày chịu khó học một vài từ, một vài cụm từ, là chúng ta sau khoảng, ví dụ mỗi ngày các bạn học một cụm thôi, đó, thì sau chúng ta học chăm chỉ, sau 2 tháng thôi là chúng ta đã có 60 cái thành ngữ và 60 cái cụm động từ thường dùng rồi. Như thế thì cũng đủ xài luôn rồi, được chưa? Rồi, vậy là từ vựng nhá. Thì phân loại có hai loại như vậy để chúng ta hiểu rõ hơn đã. Không, đấy là chính là cái câu trả lời của cô cho các bạn là tại sao em đọc một bài từ nào em cũng biết mà cuối cùng em chẳng dịch được cái gì cả. Thì có thể là vì các bạn vừa đọc phải thành ngữ hoặc là một cái cụm động từ đấy.
rồi nó còn các cụm gì ạ, cụm giới từ nhiều loại cụm lắm. Rồi ok, thứ tiếp theo về từ vựng thì những cái chủ điểm từ vựng mà chúng ta thường xuyên phải học là gì? Đã mà nói là hết mất gốc ấy, thì chúng ta bắt buộc phải học những cái chủ điểm sau này. Số đếm chắc chắn là phải nói được từ 1 đến 100, không thể không nói được. Mình bao nhiêu tuổi mà không nói được thì chết đúng không? Chỉ học số đếm từ 1 đến 10 là không được. Mình bao nhiêu tuổi mình phải nói được chứ, đúng không? Rồi số đếm từ 1 đến 100 này. Số thứ tự thì phải nói được từ 1 đến 30 đến 30, ít nhất là phải nói được các ngày trong tháng. Rồi các thứ trong tuần là phải nói được này. Từ Monday tới Sunday là các bạn phải nói được. Các tháng trong năm. Các tháng trong năm thì cô nghĩ là các bạn cũng nên học. Rất nên học và rất nên nhớ. Cô có một vài mẹo để học để nhớ, cô có mấy cái video dạy cái này rồi. Ít nhất là tháng sinh của mình, không được quên, các cách học như này nhá. Tháng sinh của mình này, tháng sinh của người yêu mình này, tháng sinh của bố mẹ mình này, tháng mình tốt nghiệp này, tháng mình đi làm này. Đấy, các bạn cứ nhớ theo mấy cái mốc đấy thì kiểu gì các bạn cũng nhớ được. Chứ các bạn đừng bao giờ nhớ là tháng 1 January, xong tháng 2 February. Ôi không nhớ đâu, các bạn không thể nhớ những cái máy thế được. Các bạn phải gắn nó với một cái sự kiện, một cái mốc nào đấy của mình thì các bạn nhớ được. Rồi, mình nói đến đâu rồi, đến tháng rồi đúng không? Đại loại là mấy cái đấy là mấy cái mà cực kỳ cơ bản. Khi các bạn muốn giao tiếp ở trình độ nào, nói ở trình độ nào thì các bạn cũng cần dùng đến những cái thành tố đấy cả. Rồi tiếp theo nhá, gia đình phải nói được, phải biết được những cái từ vựng về bố mẹ, anh chị em, rồi anh chị em họ, ông bà. Đấy cũng phải biết được mấy cái cơ bản như vậy. Còn con chú, con bác, con cô, con gì thì thôi tạm bỏ qua đã. Không nhớ được thì thôi, cứ cho hết thành họ hàng, được chưa? Rồi chủ đề gia đình này, chủ đề gì nữa? Rất quen thuộc, trường học. Phải nói được lớp học là gì đúng không? Cái classroom là phải nói được. Student, teacher, những cái đấy phải nói được đúng không? Chủ đề trường học. Đấy, những cái đơn giản trong trường của mình là phải nói được. Bàn ghế các thứ phải nói được. Chủ đề gì ạ? Job, với những người đi làm thì cái đấy cũng quan trọng. Chúng ta phải gọi tên được một số những cái ngành nghề cơ bản như giáo viên, bác sĩ, công an, bộ đội, người đi buôn, mấy cái nghề cơ bản là chúng ta phải nắm được để chúng ta có thể ít nhất là giới thiệu bản thân mình, nói là mình làm cái nghề gì. Đấy thì đấy là những cái chủ đề cực kỳ là cơ bản trong tiếng Anh. Ngoài ra còn cái chủ đề gì nữa, ví dụ như các bạn cũng sẽ cần biết một vài những cái tính từ chỉ cảm xúc. Mình phải nói được là I'm happy, tôi vui đúng không? I'm hungry, tôi đói. I'm sad, tôi buồn. Những cái này là phải nắm được, những cái tính từ để miêu tả cảm xúc, sắc thái các bạn là các bạn bắt buộc phải nắm được. Thì cô cũng đã làm một cái video nói rất rõ là các cái lộ trình để học tiếng Anh từ A đến Z ấy. Thì trong đấy cô đã kể tên những cái chủ đề từ vựng cần học là gì rồi, có 10 hay là 11 cái. Thì các bạn chịu khó là xem cái phần đấy để xem lại những cái chủ đề mà chắc chắn các bạn phải học nhá. Ngữ pháp cũng thế. Nói về ngữ pháp ở cái mức độ là cơ bản này thì thực chất là các bạn chỉ cần học nhiều nhất là gì ạ? Loại từ. Các bạn phải phân biệt được danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Bốn cái này là bốn cái sống chết phải phân biệt được cho cô Trang nha. Phân biệt được chúng và biết là cái gì đứng trước cái gì đứng sau cái gì nhá. Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Ok. Mấy cái như kiểu liên từ, rồi mạo từ thì thực ra là các bạn cũng biết dùng đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà thôi, ở cái giai đoạn này các bạn chưa phải học nó một cách sâu sắc, kiểu biết được 20-30 cái liên từ cũng chẳng để làm gì cả. Rồi, chỉ cần dùng được and với but với for thôi là cũng thấy tốt lắm rồi. Or. Rồi nha, ok, mấy cái loại từ đấy phải nắm được này. Thứ hai là phải nắm được cấu trúc của một câu tiếng Anh, nó gồm cái gì. Trong bất kỳ một một cái khóa học nào của cô Trang ấy, thì cô Trang đều nhấn mạnh với các bạn về cấu trúc một câu tiếng Anh, vì đấy là cái sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Thì cấu trúc một câu tiếng Anh nó sẽ gồm là chủ ngữ này, cộng với động từ, sống chết là phải có động từ, tân ngữ, bổ ngữ cái gì đấy đứng phía sau của nó, nhưng kiểu gì cũng có động từ. Thì các bạn khi mà nói hay viết một câu tiếng Anh, các bạn phải dừng lại một giây suy nghĩ câu của mình đã có động từ chưa. Ok, nếu mà chưa có động từ là chết đấy. Thì cái thứ hai phải nắm được là gì, nhớ rồi đúng không? Thành tố một câu, cấu trúc một câu. Rồi đầu tiên nhá, các loại từ nhá. Thứ hai là cấu trúc một câu cơ bản thôi. Tự I like English. Tôi thích tiếng Anh thì đấy cũng là một câu gì ạ? Có chủ ngữ, có động từ rồi, rất cơ bản, có 3 từ thôi nhưng vẫn đầy đủ thành phần nhá. Rồi tiếp theo các bạn phải nắm được một số thì cơ bản để nói được là tôi đang làm cái gì, tôi đã làm cái gì ngày hôm qua, kể được. Đấy thì các thì đấy các bạn cần nắm được là gì? Thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai. Và thì dùng nhiều nhất của các bạn thì chắc chắn là thì hiện tại đơn rồi. Kế theo đó sẽ là thì quá khứ đơn. Nhớ là phải học kỹ những cái thì này.
thì thực ra các bạn cũng chỉ cần nắm đấy về cơ bản nhé, gọi là rất rất cơ bản thì các bạn phải nắm về những cái đấy. Ok, khá là mệt rồi đúng không? Thì đấy là những cái mà ngoài ra râu ria thì chúng ta cũng sẽ cần phải nắm được thêm một số thì và một số loại câu nữa. Nhưng mà về cơ bản nhá, thì những cái mà cô vừa kể là chắc chắn các bạn phải nắm được. Chỉ cần nắm được những cái đấy thôi thì các bạn đã có khả năng là nói được và viết được tương đối là nói dễ nghe và viết được thành thạo ở mức độ là để người ta có thể hiểu được thông tin của mình rồi. Ok, rồi vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái phần là vậy thế nào là hết mất gốc rồi đúng không? Bây giờ nhá, chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là số giờ để học. Cái này là cái cuối cùng rồi. Ok, sorry các bạn. Sau khi cô nói xong cái phần số giờ để học thì cô sẽ dành 10 phút để trả lời câu hỏi của các bạn. Rất nhiều câu hỏi mà các bạn đã đặt trước khi livestream của cô và một số câu hỏi cô vừa nhận được nãy nữa. Nên bạn nào có câu hỏi thì cũng cứ comment để cô sẽ tổng hợp để cô trả lời nhé. Vì có rất nhiều bạn đã câu hỏi tương đối giống nhau. Bây giờ sẽ là số giờ để học. Theo các bạn thì các bạn cần phải dành bao nhiêu giờ, bao nhiêu phần thời gian trong cuộc đời của mình để học cái ngôn ngữ này? Không biết đúng không? Mình chỉ thấy là có những người bảo cô là ôi em học tiếng Anh cả 10 năm rồi mà em chả giỏi. Có những người đến đây rất đau khổ là anh học tiếng Anh từ cấp 3, từ cấp 2, năm nào cũng học tiếng Anh, lần nào cũng học một cấu trúc, lúc nào cũng thế hỏi hello I am mà bây giờ vẫn chẳng nói được. Rồi rất nhiều chuyện bi hài liên quan đến tiếng Anh. Mọi người đều nói với cô Trang là tại sao anh, chị, em học tiếng Anh cả chục năm rồi mà vẫn không giỏi. Cái vấn đề ở chỗ là mọi người học 10 năm nhưng thực sự là cái thời gian thật sự ấy mà các bạn ngồi xuống và các bạn thật sự ngồi học tiếng Anh, các bạn để tâm các bạn vào cái con chữ ấy, nó có là bao nhiêu đâu. Có bao giờ các bạn ngồi trong giờ tiếng Anh mà các bạn thực sự là hướng lên bảng nghe giáo viên nói và gọi là gì nhỉ, tận hưởng từng câu chữ không? Chắc là hiếm lắm. Nếu mà được ngày nào như thế chắc phải mưa hay gió bão bùng gì đấy, không có việc gì để làm thì mới làm việc đấy đúng không? Thế thì cái thời gian thực sự ấy nó không nằm ở chỗ là bao nhiêu năm các bạn học tiếng Anh, mà nó nằm ở chỗ là cái số giờ mà các bạn đã thực sự bỏ ra cho cái ngôn ngữ này. Các bạn phải tính được cho cô Trang cái số giờ đấy. Nếu các bạn ngồi các bạn cộng hết lại có khi chả được mấy đâu. Thực sự là chả được mấy. Chưa kể nhá, nếu mà chẳng may các bạn đã học được 20-30 giờ hay là 100 giờ ấy, cho 100 giờ nhiều rồi đấy. Nếu các bạn chẳng may học được 100 giờ rồi ấy, nhưng mà theo hao mòn, tức là theo thời gian ấy, thì nó cũng cứ biến mất dần. Tức là ví dụ nha, các bạn học 100 giờ 10 năm trước thì cứ mỗi 1 năm các bạn làm một phép tính cho cô, cứ mỗi 1 năm mà các bạn không động giờ, không học tiếng Anh nữa, cứ mỗi 6 tháng thôi các bạn sẽ bị trừ đến mất 10 giờ. Thế tức là nếu mà các bạn đã từng học 100 giờ rồi đúng không? Nhưng các bạn bỏ tiếng 5 năm rồi thì coi như là đến bây giờ cũng chẳng có gì nữa. Đấy thì phải trừ đi cái phí hao mòn, tổn hại đấy đúng không? Theo thời gian thì dù các bạn có dùng hay không dùng thì nó cũng sẽ bị hao mòn. Giống như cái xe của các bạn ấy, các bạn cứ để nguyên một cái xe không đi nhá, cứ treo lên bụi bặm, theo thời gian tự nhiên 10 năm sau thấy nó cũ đi, thấy nó cũng sơ, xước sơ, nó cũng trờn đi đúng không? Nó không được đẹp, không bóng lộn nữa. Thì tiếng Anh nó cũng như vậy. Tức là có thể là các bạn nó cũng dành một khoảng thời gian tương đối trước đây để học tiếng Anh rồi, hoặc là dành ít hoặc là dành nhiều, nhưng mà chỉ cần cái khoảng thời gian các bạn không dùng cách đây trở lại đây vài năm thôi thì các bạn trừ hao đi cũng chẳng còn bao nhiêu nữa cả. Rồi may là có những cái nó cũng đi sâu vào não của mình ấy, những cái như kiểu hello I am ấy, các bạn biết vì sao nó vẫn còn không? Bởi vì cái đấy là cái các bạn duy nhất các bạn còn dùng. Tức là ít nhiều các bạn gặp ai các bạn vẫn nói hello I am cái gì đấy, thì đấy là cái duy nhất các bạn còn dùng, thì các bạn thấy không, nó vẫn còn sống với mình. Các bạn cứ muốn cái gì sống với mình các bạn dùng nhiều vào là được. Rồi vậy thì cái tổng số giờ mà mình bắt đầu bây giờ phải học là gì? Thì theo BBC tính thì để mà các bạn có thể học được hết cái phần mất gốc ấy thì các bạn sẽ cần tối thiểu là 120 giờ. Cô Trang này thấy rằng 120 giờ ở đây ấy, nó là con số đúng nhưng mà chưa đủ với người Việt Nam mình. Và không phải là với người Việt Nam mình đâu mà với bất kỳ người nào cũng thế thôi. Chúng ta sẽ đều xong khi mà cô tính nhá. Cô tính với tất cả học sinh của cô ấy là trên 200 bạn mà cô đã tính ấy. Như cô vừa chia sẻ với các bạn là cô có làm một cái survey nhỏ nhỏ với 200 người ấy. Cô hỏi và sau đó với hàng nghìn bạn đã học ở E-Light thì cô tính ra như thế này. Các bạn sẽ mất khoảng 120 tới 200 giờ để học hết cái phần nền tảng này. Tại vì sao lại có một cái sự dao động nó như vậy? Thì nó còn liên quan tới năng lực học tập của các bạn. Xin lỗi các bạn nhưng mà chắc chắn là như vậy. Vì sao năng lực học tập? Thì tương tự như môn toán học. Các bạn có thấy là có một môn toán học giáo viên giảng cái phương trình. Phương trình là cái gì nhỉ? Không nhớ, thôi lấy cái ví dụ khác dễ nhớ hơn.
Ví dụ như giáo viên giảng về một cái một cái kiến thức toán học gì đấy nhá, x cộng y mũ 2 chẳng hạn đấy, thì sẽ bằng gì nhá? Bằng có phải bằng x bình phương cộng 2 xy cộng y bình phương không, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế thì có cùng một cái đấy, cô Trang nghe 10 lần mới hiểu, nghe phải 10 lần mới hiểu luôn. Nhưng có thể một bạn giỏi toán nghe một lần đã hiểu và đã áp dụng được luôn rồi. Đấy, thì cái đấy thuộc về năng lực của chúng ta. Tức là môi trường giống nhau, môi trường tác động y như nhau, tất cả những cái yếu tố khác giống nhau, tài liệu học giống nhau, giáo viên dạy giống nhau, nhưng mà tùy thuộc vào khả năng nhận thức và thẩm thấu của mỗi người thì chúng ta sẽ bị ra cái dao động này. Nghĩa là có những người thì chỉ cần học 120 giờ thôi là có được nền tảng rồi, có những người thì phải học tới 200 giờ. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của các bạn. Các bạn xem năng lực của mình ở đâu thì nó sẽ nằm ở đây. Và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một yếu tố khác nhé. Ở đây ấy, cô đang tính là 120 giờ đến 200 giờ trong vòng 6 tháng liên tiếp. 6 tháng liên tiếp. Tức là nếu mà các bạn mà không học được trong 6 tháng liên tục nhé, 6 tháng là kiểu quá đáng lắm rồi đấy, các bạn đừng mặc cả nữa. Thông thường cô khuyên các bạn ấy là nên cố gắng làm sao mà học gói gọn lại trong 6 tháng, chứ đừng giải rác ra. Cố gắng thêm nữa ấy, thì trong 3 tháng là phải lấy lại được cái phần nền tảng rồi. Đấy, 3 tháng thôi là phải lấy lại nền tảng rồi, còn 6 tháng là quá đáng lắm rồi nên các bạn không được mặc cả nữa. Thì 6 tháng liên tiếp là sao? Tức là nếu mà mỗi một ngày các bạn học được 10 tiếng, cứ cho là các bạn học một ngày 10 tiếng đi, các bạn học liên tục trong vòng 5 ngày thì các bạn có 50 tiếng đúng không? Nhưng sau 5 ngày đấy các bạn quyết định thôi không học nữa, học 50 tiếng rồi mà trong khi mình chỉ cần học 120 giờ, mình còn 70 giờ nữa mình đến tháng sau học. Thì xin thưa với các bạn rằng đến tháng sau ấy, cái 50 giờ kia các bạn khi nó chỉ còn 5 giờ thôi. Chia đi trừ đi nó chỉ còn 5 giờ thôi, vì các bạn vừa mới leo dốc một tí, các bạn dừng lại thì các bạn sẽ tụt. Hình dung không? Tức là không có nghĩa là nhá, các bạn leo xong bạn đứng ở đấy có nghĩa là các bạn đứng im ở đấy đâu. Các bạn leo xong bạn đứng ở đấy bạn ngủ ấy, thì trong quá trình bạn ngủ bạn sẽ tù xuống. Nó sẽ trôi xuống, thế là các bạn cứ leo đi leo lại cái đoạn đấy. Đó. Thì vậy nên là chúng ta phải học trong vòng 6 tháng liên tiếp, đẹp nhất là khoảng 3 tháng là phải học hết cái phần nền tảng này rồi. Ok, ngay cả cái khóa nền tảng Elite, cái khóa mất gốc ấy cũng chỉ có 2 tháng rưỡi thôi. Và có thể là bạn nào cũng học được. Tức là các bạn ấy có thể là rất lười, có thể là có bạn thông minh hơn bạn này bạn kia một chút, nhưng mà sau 2,5 tháng các bạn ấy vẫn sống cả, vẫn học được tiếng Anh cả, chẳng thấy ai chết cả, chẳng thấy ai kêu gào gì cả, mọi người vẫn rất là vui vẻ, vẫn học được, vẫn lĩnh hội được đầy đủ phát âm từ vựng ngữ pháp. Thế nên cô thấy điều đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu mà hàng trăm người có thể làm như vậy được thì bạn cũng có thể làm như vậy được. Nên đừng cảm thấy là ôi trời ơi thật là kinh khủng, 6 tháng tới phải học tận 200 giờ tiếng Anh là khủng khiếp này kia. Vì nếu các bạn không muốn suốt ngày suốt đời chỉ đi học lại những cái khóa mất gốc, khóa nền tảng, gặp ai cũng chỉ hi hello em thôi, thì các bạn bắt buộc phải có cái khởi đầu này. Cuộc đời ai cũng sẽ trải qua cái khởi đầu này, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Nếu các bạn chưa thì bây giờ các bạn phải làm. Còn nếu các bạn may mắn, ai đó may mắn đã từng dành cái thời gian này để học tiếng Anh rồi, thì bây giờ người ta sướng thôi. Tức là chỉ là sớm hay muộn thôi, còn ai cũng sẽ trải qua những cái này cả. Mọi người hình dung là như thế nhá. Rồi thì sẽ có 120 đến 200 giờ này. Thì đấy là theo BBC tính như vậy. Thì khi mà các bạn học xong được 120 đến khoảng 200 giờ này, ví dụ con số 120 giờ này, thì tính theo cái khung tham chiếu châu Âu ấy, thì học xong khoảng 120 giờ là các bạn đạt đến được cái trình là A1. Đạt đến trình A1. Học xong khoảng 200 giờ, tức là người ta đang tính ở một cái công thức, một con số tròn, người ta không có khoảng khoảng như thế này. Nhưng mà học như thế này để cô có thể phân biệt với các bạn đạt đến những cái trình độ nào. Ví dụ như có những người muốn là có thể giao tiếp tương đối thành thạo nhé. Tương đối thành thạo. Đấy, giao tiếp tương đối thành thạo. Tức là mình có thể nói chuyện với Tây khoảng 15-30 phút mà mình không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Mình có một cái vốn từ vựng khá là phong phú. Đấy, thế thì các bạn sẽ phải đạt đến cái trình độ tương đối khoảng B1 này. Giao tiếp được rồi, ra nước ngoài không sợ chết rồi. Đó, đọc được rồi, viết được rồi, nghe được rồi. Đấy thì các bạn sẽ cần khoảng 350 đến 400 giờ để đạt được cái trình độ này. Thì hoàn toàn nó đã có những cái công thức này rồi. Việc của mình chỉ là tính xem làm sao để học được đủ cái số giờ đấy thôi, thì các bạn sẽ ra được cái công thức đấy. Rồi, ok, được chưa? Bản tính của chúng ta là như thế nhá. Vậy thì nó sẽ có một cái nữa là cái 120 giờ và cái 200 giờ này ấy, nó còn bị một cái ảnh hưởng nữa. Là ví dụ như năng lực của chúng ta tương đương nhau, năng lực của cô Trang và của các bạn tương đương nhau. Nếu mà cô Trang tìm một cái phương pháp học tốt hơn các bạn thì cô Trang sẽ rút ngắn cái thời gian học xuống 120 giờ.
Còn nếu mà các bạn học phải một cái phương pháp mà nó không hiệu quả bằng thì các bạn sẽ mất khoảng 200 giờ học. Các bạn hình dung ra không? Tức là cái này ấy, cái việc giờ học của các bạn ấy nó sẽ bị quyết định bởi cái gì ấy? Nó có hai cái bị quyết định. Một là năng lực của chính các bạn. Năng lực của chính các bạn thì cô không thay đổi được nhá. Ai sinh ra có năng lực như nào chúng ta không thay đổi được rồi. Cái đấy chỉ có thể kêu bố kêu mẹ mình thôi. Cái thứ hai đó là phương pháp. Và phương pháp là cái có thể thay đổi được. Việc của chúng ta là phải tìm ra phương pháp phù hợp với mình. Đó, thì trong cái phương pháp đấy đã có hướng dẫn học và có những cái tài liệu học rồi. Thì cái phương pháp phải phù hợp với mình. Thì các bạn mới có khả năng là rút ngắn cái thời gian này lại được. Đấy, thì nếu mà chúng ta muốn cái thời gian học của mình ấy, nó chỉ nằm ở con số tối thiểu đấy thôi ấy, thì bắt buộc là mình phải thế nào ạ? Có một cái phương pháp học phù hợp. Mà chẳng có cách nào khác là các bạn phải đi tìm thôi. Cô cũng sẽ để một vài cái gợi ý cho các bạn, như là blend learning này, học kết hợp. Và thôi cô sẽ không gợi ý ở đây, các bạn phải tự tìm ra cái phương pháp đấy. Chứ nếu mà cô gợi ý các bạn vập vào cái phương pháp đấy xong chẳng may các bạn sẽ thấy không phù hợp, các bạn bỏ cuộc thì chết dở. Đấy, thì như cô nói ban đầu rồi, phương pháp thì mỗi người có những cái phương pháp khác nhau. Ngay cả như việc học từ vựng cũng như vậy thôi. Ví dụ như là học từ vựng về đây là một cái cô lấy một cái ví dụ nhá. Khi mà các bạn học từ vựng, phương pháp đấy là phương pháp gì, nếu mà nói phương pháp tiếng Anh thì nghe nó có chung chung. Tức là mọi người hay hỏi là cậu đang học tiếng Anh theo phương pháp nào, thực ra nó rất là chung chung. Phương pháp học từ vựng lại khác, phương pháp học nghe lại khác, phương pháp học nói lại khác, có rất nhiều phương pháp khác nhau. Riêng học từ vựng thì lại có 1.000 cách học từ vựng. Có học từ vựng theo phương pháp là Việt hóa nó ra này, kiểu như là nghĩ một cái từ tiếng Anh xong tách nó ra thành các cái âm tiếng Việt xong đọc nó giống một cái từ tiếng Việt nào đấy. Đấy, liên tưởng cách học đấy. Hay có những cái phương pháp mà cô thấy có nhiều bạn cũng áp dụng trong cái giai đoạn đầu thôi, cái giai đoạn mà chưa hình thành tư duy tiếng Anh mà chỉ đơn giản là nạp từ vào mình ấy. Ví dụ đấy, phương pháp là phương pháp chêm từ. Tức là mình sẽ nói là ôi, cái mũ này rất expensive, kiểu thế, cái mũ này rất đắt. Thì mình đang muốn dùng cái chữ đắt ấy, nên mình sẽ nói là ôi, cái mũ này rất expensive, để mình nhớ cái từ expensive của mình, kiểu kiểu như thế. Thì cũng đấy là một cách để mình học từ vựng, mình nạp nhiều từ vựng hơn mọi người. Hay là cô thấy một số bạn trẻ cứ hay nói là how to mở cửa, kiểu thế. Thì thực ra là ý các bạn muốn dùng là how to, là làm thế nào. Thì cũng là một cái cách để chúng ta học từ vựng. Tuy nhiên nhá, mỗi một cái phương pháp này các bạn cần phải nghiên cứu rất là kỹ nhá. Nó sẽ phù hợp với mình ở giai đoạn nào. Chắc chắn là cái phương pháp học từ vựng theo kiểu chêm chêm đấy, nó sẽ chỉ phù hợp với các bạn rất là mất gốc của ngay từ ban đầu thôi. Chứ khi mà chúng ta muốn học để hình thành tư duy, chẳng ai học theo kiểu đấy cả. Nhưng đấy cũng là một phương pháp tốt để chúng ta học từ vựng, để nạp nhiều từ vựng vào người. Thì kể ra có vài phương pháp rồi. Phương pháp học từ vựng theo kiểu người Do Thái, đúng không? Phương pháp học từ vựng bằng flashcard. Đấy, bằng những cái hình như thế này, sống động như thế này, màu mè như thế này chẳng hạn. Có rất nhiều các phương pháp học từ vựng khác nhau. Và việc của chúng ta là cứ thử đi, và tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình. Ví dụ như là ở ở đây cô có rất là nhiều những cái. Cô thì muốn là các bạn sẽ học qua flashcard để các bạn có thể nhìn thấy cái hình đấy được luôn. Nhìn thấy cái hình này, nhìn thấy cái chữ này và phải bắt buộc phát âm cái từ này ra. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta có cái chữ gì ạ? Mineral water, đúng không? Nước chẳng hạn. Cái gì đây? Chicken, thịt gà, đúng không? Nhìn thấy cái đùi gà ở đây chẳng hạn. Thì cái việc này ấy là chúng ta học qua cả hình ảnh nữa. Và bình thường thì sẽ có cả âm thanh nữa. Nghĩa là cái file nghe, các bạn bật lên các bạn nghe cái này nữa. Thì ngay lập tức là mình sẽ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, miệng mình sẽ đọc bật ra cái từ này. Thế là mình sẽ khả năng nhớ của mình sẽ cao hơn 3 đến 4 lần rồi, đúng không? Thì đây là một cái phương pháp học từ vựng mà ở Elite thì cô thấy các bạn ấy rất là thích. Tức là mỗi một chủ điểm học ở Elite các bạn sẽ được phát rất nhiều cái kiểu flashcard như này, và các bạn ấy học cùng nhau, giáo viên và các bạn sẽ học cùng nhau. Thì sau những cái buổi học thì cái lượng từ vựng các bạn ấy nhớ được sẽ rơi vào khoảng 80%. Tức là các bạn sẽ nhớ được, ví dụ hôm đấy mà học 10 từ thì các bạn phải nhớ được 8 từ. Học 20 từ các bạn sẽ phải nhớ được khoảng 16 từ. Nhờ vào cái việc là các bạn học kết hợp cả mắt nhìn, cả âm thanh và cả miệng nói ra. Hay là ví dụ như thế này chẳng hạn. Khi mà chúng ta học từ vựng xong rồi. Đấy, ví dụ ở đây cô có một cái menu nhá. Mình hay gọi menu nhà hàng ấy. Đó, nó có những cái món ăn ở đây luôn. Thay vì chúng ta chỉ cần ngồi chúng ta tưởng tượng ra rồi gọi là ăn salad gà, kiểu cứ tự ngồi tưởng tượng salad chicken à, đấy kiểu kiểu như thế, thì nó rất là nhàm chán. Thì các bạn phải tự tạo ra được cái tình huống cho mình để mình áp dụng cái phương pháp đấy. Ví dụ như ở đây chúng ta lại học qua gì ạ, tình huống đây. Các bạn ấy sẽ có tất cả những từ vựng được ghép vào đây rồi. Và sau đó là các bạn sẽ giả vờ như gọi món vậy, cầm cái này để gọi món. Và lúc đấy các bạn sẽ không nghĩ là mình đang phải học cái từ vựng đấy nữa, mà mình sẽ như kiểu ôi, mình đang ở trong một nhà hàng và mình đang được gọi đồ ăn vậy, và cảm giác thật là tuyệt vời, sắp được ăn ngon rồi. Đấy, thì có rất nhiều những phương pháp học khác nhau.
thì việc của chúng ta là phải thử, thử và thử. Cái việc thử thì cô khuyên là nên làm nhiều. Nhưng khi đã chọn ra được một phương pháp rồi thì các bạn cần phải kiên trì với cái phương pháp đó thì mới có kết quả được. Vậy thôi, vậy là cô nghĩ là những cái mà cần phải nói về cái vấn đề là mân gốc thì phải học như thế nào, chúng ta đã có thể giải quyết trong bài ngày hôm nay rồi, để xem còn thiếu cái gì không nhá. Chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào cô sẽ nói lịch livestream cô cho các bạn nhá. Là cô sẽ livestream ở trên fanpage của Elite cứ 2 tuần một lần, thứ 5 tuần sau thì không phải rồi, thứ 5 tuần sau nữa. Là ngày bao nhiêu nhỉ? Bạn đọc xem lịch của cô xem thứ 5 tuần sau nữa là ngày bao nhiêu. Thì cô sẽ livestream tiếp ở trên fanpage của Elite cũng vào 9 giờ. Mùng 9 tháng 3. Ok, mùng 9 tháng 3 nhá. Ồ, có nghĩa là sau ngày mùng 8 tháng 3 cũng được đúng không? Thôi cũng được nhá, mùng 9 tháng 3 mình học tiếng Anh với nhau. Đấy, thì trên fanpage của Elite mùng 9 tháng 3 thì cô Trang sẽ có một bài giảng, có cô đang lăn tăn giữa một số chủ đề. Một là lại quay lại với phát âm, chủ đề nguyên thủy rồi vì cô đã nói phát âm vô cùng quan trọng. Hai là chúng ta có thể đi nhiều hơn về phần là phương pháp học từ vựng. Vì từ vựng cũng là một cái quan trọng không kém. Đấy, thì cô đang lăn tăn giữa một trong hai chủ đề đấy. Các bạn có thể comment cho cô biết chủ đề nào được nhiều vote hơn thì cô sẽ lại làm chủ đề đấy thôi. Tiếp theo đó chính là lịch thứ 5 tuần sau cô sẽ livestream ở đâu. Thứ 5 tuần sau thì cô sẽ livestream trong group cộng đồng học viên Elite, học viên online và học viên học sách tiếng Anh cơ bản. Cô muốn hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn về cách là sử dụng cái cuốn tiếng Anh cơ bản này như thế nào. Các bạn mua một cái quyển sách rất là dày như thế này về mà các bạn chỉ để đánh giá sách thôi thì thực sự cô thấy rất là buồn. Cho nên cô quyết định là thứ 5 tuần sau sẽ có một cái livestream riêng cho group sách để hướng dẫn các bạn học về cái quyển sách này kỹ hơn vào từng bài một. Đó thì tạm thời sẽ có hai cái lịch livestream là như vậy và đi kèm như thế thì cô Trang sẽ up khá là nhiều những bài giảng về từ vựng, về ngữ pháp và về phát âm lên YouTube của Elite. Các bạn nhớ đón xem nhé. Vậy thôi. That's enough for today. Now it's time for goodbye. Bye bye. I love you guys.